Nếu đã biết đến ẩm thực châu Âu thì chắc hẳn bạn sẽ không cảm thấy lạ khi nhìn thấy các món đồ nguội xuất hiện rất nhiều trên bàn ăn của người bản xứ. Có thể nói đây không chỉ là món ăn mà còn là một phần không thể thiếu của lối sống và văn hóa ẩm thực châu Âu. Nhưng tại sao đồ nguội lại được người châu Âu yêu thích đến vậy? Hãy cùng ông già Ika khám phá sự hấp dẫn đằng sau những miếng xúc xích đậm đà, những lát salami thơm ngon hay những lớp phô mai mềm mại nhé! Lý do đầu tiên và có lẽ cũng là lý do chính, sự tiện lợi và bảo quản dễ dàng của đồ nguội. Với quá trình chế biến kỹ thuật cao, những món đồ nguội như xúc xích, salami hay giăm bông có thể được bảo quản lâu dài mà không làm mất đi hương vị hay chất lượng. Điều này làm cho chúng trở thành lựa chọn ưa thích trong các bữa tiệc, dã ngoại hay những dịp đặc biệt. Hương vị đặc trưng của từng loại đồ nguội cũng là một yếu tố quan trọng. Ví dụ, xúc xích Đức nổi tiếng với hương vị đậm đà và nguyên liệu chất lượng cao. Trong khi đó, giăm bông của Ý lại có hương thơm đặc trưng và vị ngọt dịu nhờ vào quá trình chế biến lâu dài. Những món này không chỉ ngon miệng mà còn đem đến cho thực khách một trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc sắc. Không chỉ là một món ăn, đồ nguội còn mang trong mình những giá trị văn hóa sâu sắc của từng quốc gia châu Âu. Từ các lễ hội truyền thống đến những bữa tiệc gia đình, đồ nguội luôn là một phần không thể thiếu góp phần kết nối con người và gắn kết cộng đồng. Cuối cùng, việc thưởng thức đồ nguội cũng là một nghệ thuật, từ cách cắt thịt đến việc kết hợp với phô mai, bánh mì hay rượu vang. Mỗi người châu Âu đều có những cách riêng để tận hưởng hương vị tinh tế của chúng. Hy vọng rằng sau hành trình khám phá này, bạn đã cảm nhận được tinh hoa của đồ nguội châu Âu. Hãy tiếp tục theo dõi fanpage của ông già Ika để khám phá thêm những điều thú vị về ẩm thực và văn hóa của châu Âu nhé!